Hallelujah, hallelujah, chúng con cảm tạ ơn Cha, chúng con ngợi khen Ngài, Ngài yêu anh chị em chúng con. Ôi buổi sáng hôm nay Ngài ban sức mới cho chúng con. Cảm ơn Cha nhiều lắm, Ngài chăm sóc và gìn giữ linh hồn chúng con một đêm qua, một giấc ngủ bình an, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Chúng con mở mắt nhớ đến Ngài, cảm tạ, chúc tụng ngợi khen Ngài, tôn vinh và thờ phượng Ngài. Chúng con tôn cao danh của Ngài trên các tầng trời, Ngài là vua các vua, Chúa các Chúa, Ngài đứng tể trị muôn vật muôn loài. Ôi cảm tạ ơn Cha, không gian thời gian muôn vật muôn loài, quá khứ tương lai hiện tại đều do tay Ngài tạo dựng. Chúng con cảm tạ ơn Cha, chúng con là tạo vật của Ngài đã dựng lên cho chúng con để giống hình ảnh của Ngài, để đồng cai trị với Ngài trên đất này. Chúng con cảm ơn Cha, Ngài đã kêu gọi chúng con trong những ngày sau cuối này để dạy dỗ chúng con, để khiển trách sửa trị huấn luyện chúng con mỗi ngày, để chúng con được trưởng thành, chúng con được lớn lên và vững mạnh trong Ngài. Chúa ơi, chúng con đồng đi với Ngài cho đến ngày sau cuối này, chúng con đi theo quyền năng của Ngài, đi theo trong sự ánh sáng của Ngài, đi theo sự công bình của Ngài, Chúa ạ, để chúng con được Ngài đặt để chúng con trong hội thánh Mercy of God, là dòng chảy mới, dòng chảy mới và sự cuối cùng của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa, để chúng con hết lòng, hết sức, hết cả chí khôn chúng con làm việc cho Ngài và yêu anh chị em chúng con như lần như chính mình vậy, Chúa ạ. Chúng con yêu Ngài, yêu Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, tình yêu của Ngài tiếp tục tuôn chảy dài trên đời sống của chúng con, trên con cháu của chúng con nữa, Chúa ạ. Để chúng con mỗi ngày chúng con phải làm việc với linh hồn của chúng con, để linh hồn của chúng con được sống, linh hồn của chúng con được mạnh, Chúa ạ. Chúng con phải nuôi cái linh hồn của chúng con cho Ngài, để khi Ngài đến, Ngài rước chúng con về cho Ngài, về với Ngài, Chúa ơi, để chúng con cùng đồng cai trị với Ngài trong vương quốc ngàn năm và cõi đời đời đó, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện cho cho dòng chảy mới của chúng con, nó Mercy of God, Chúa ạ. Ôi loài người là gì mà Chúa lại nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa lại viếng thăm nó, Chúa ạ. Ôi Chúa, bởi vì Chúa đã dựng lên chúng con, Chúa là tạo lên chúng con kém Đức Chúa Trời một chút thôi, Chúa ơi, và đội cho chúng con sự vinh hiển và sang trọng. Ôi, chúng con là thật tuyệt tác của Ngài, thật là tuyệt vời khi Chúa đã chọn chúng con, Chúa đã chọn chúng con từ trong Thánh Linh, thì Ngài còn tin rằng Chúa sẽ kết thúc chúng con trong bởi Thánh Linh, Chúa ạ, để xác thịt chẳng ra gì, nhưng Thánh Linh là làm cho chúng con sống, chúng con đi trong sự Thánh Linh của Ngài, bởi nhờ Thánh Linh của Ngài dẫn dắt chúng con, để chúng con không còn đi trong những đường sai trật nữa, Chúa ơi. Chúng con phải đi trong sự trật tự của Ngài, trong sự trật tự về chúng con biết rằng chúng con là những con người thật là giá trị biết bao, Chúa ơi. Chúng con phải đi trong phải biết rằng chúng con là những con người mà Chúa đã kêu gọi chúng con, để chúng con được chúng con đi reo rắc tin mừng vương quốc của Ngài khắp đất này, hạt giống mà Chúa đã để chúng con là tin mừng đó, Chúa ạ. Để mỗi một ngày chúng con phải làm việc với tấm lòng của chúng con, Chúa ơi, chúng con hết lòng với Ngài, bởi tin này tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến, Chúa ơi. Chúng con là những người có trách nhiệm để rao giảng tin mừng vương quốc của Ngài khắp đất này, thì ngày của Chúa sẽ đến và rước làng dâu của Ngài, Chúa, là hội thánh tin tuyển, hội thánh yêu quý của Ngài, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm bởi sự nhân từ và lòng thương xót của Ngài còn đến đời đời với chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha nhiều đấy, thì chúng con cầu nguyện cho những bước đường chúng con đi, cầu nguyện cho những mục vụ của chúng con khi chúng con đề xuất ra, thì còn tin rằng Chúa sẽ làm thành trên đời sống của chúng con, Chúa ạ. Nhưng chúng con phải hết lòng với Ngài, tấm lòng của chúng con phải tập trung vào những công việc mà Chúa giao cho chúng con, Chúa ạ. Bởi qua tình yêu thương của Ngài, qua sự công bình của Ngài, qua sự thánh sạch của Ngài trên đời sống của chúng con, để chúng con mỗi ngày chúng con chỉ biết yêu, chúng con loại trừ tất cả những sự gian ác bởi con người cũ của chúng con người mà hay ghen ghét, hay hận thù. Ôi con người đó không có thể nào mà tồn tại đến đời sống của chúng con được. Chúng con đi với con người mới, đi trong quyền năng của Ngài, để con người mới của chúng con biết nhận những tinh hoa của Ngài và
biết vâng phục Ngài Chúa ạ. Chúng con liều mình hết liều mình mạng sống của chúng con cho Ngài, bởi Ngài nói với chúng con: ôi chúng con cả được cả thế gian mà mất phần linh hồn thì chúng con có ích gì Chúa ơi. Chúng con hãy liều mình mất mạng sống của chúng con vì Ngài, thì chúng con sẽ lấy được mạng sống đó Chúa ạ. Đó là lời của Ngài đã hứa với chúng con, để chúng con trung thành trung tín với Ngài. À, lời của Ngài phán ra chúng con amen và làm theo Chúa ạ, để cái lời đó sẽ trở thành thịt chúng con. Ôi chúng con phải có sự trung tín với Ngài, bởi Ngài là đấng thành tín Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa Ngài kêu gọi chúng con được nên thánh, thì bởi vì Ngài là thánh thì chúng con cũng phải là thánh Chúa ạ. Chúng con phải sinh ra những hạt giống thánh sau này nữa cho con cháu của chúng con Chúa ạ. Ôi con cầu nguyện cho con cháu của chúng con nữa Chúa ạ, để con tin rằng khi chúng con tin vào Chúa Giêsu Christ thì cả nhà chúng con sẽ được cứu. Đó là lời của Ngài đã hứa với chúng con dám tin điều đó Chúa ạ. Tin tin với điều mà Chúa phán thì chúng con tin Chúa ơi. Chúng con loại trừ tất cả những sự hành vi gian ác, những nghi ngờ, những cái mà nghi vấn trong đời sống của chúng con. Khi lời của Ngài nói ra chúng con phải tin, thì chúng con sẽ lãnh phần thưởng đó là sự sống đời đời Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Chúng con yêu Ngài, yêu Ngài, yêu tất cả mọi người, yêu chị em chúng con, yêu con cái của chúng con, yêu gia đình chúng con, yêu những con người mà Chúa đã cho chúng con thấy, những người lân cận của chúng con nữa Chúa ạ. Chúng con yêu tất cả những con người gian ác nữa, con người đó là con người mà họ chúng con yêu con người tội lỗi, chúng con ghét tội lỗi Chúa ạ. Và chúng con cảm ơn Chúa để những con người đó thật là quý giá trước mặt Ngài. Chúng con là những người có trách nhiệm để cứu họ về Chúa ạ. Ôi, chúng con phải cứu cái linh hồn của họ Chúa, bóc tách cái linh hồn tách ra khỏi cái đời sống của họ, để đem vào ao bê tất đa để tắm gội sạch sẽ và dâng lên cho Ngài Chúa ơi. Ôi chúng con là dòng chảy mới của Ngài, ôi ao Bethesda của Ngài, chúng con mở năm vòng cửa ngày và đêm để đón nhận tiếp đón tất cả những con người. Ôi chẳng ra gì mà chúng con sẽ làm ra gì Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm, bởi tình yêu của Ngài, tình yêu của Ngài tiếp tục tuôn chảy trên chúng con. Chúng con chỉ biết yêu mà không có biết ghét Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Chúa để tất cả những gì chúng con nhận được điều trên Ngài, ở điều từ Ngài, thì chúng con sẽ phân phát ra cho những con cái của Ngài ở trên đất này, những con người mà đang đói khát, con người mà đang cứ tìm kiếm Ngài mà không biết Ngài, nhưng chính chúng con là những người giới thiệu cho họ, chính Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của họ, để họ biết ăn năn tan vỡ và trở về cùng Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa cho họ phải xin lại bởi ơn trên thì họ mới được cứu Chúa ạ, chứ không phải những giáo lý giáo điều của con người, những cái kinh kệ mà làm cho họ được cứu đâu Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa, chỉ có lẽ thật mới giải phóng được họ Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con yêu Ngài nhiều lắm. Chúng con yêu Ngài, yêu anh chị em chúng con dâng sự vinh hiển về cho Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, amen. Rồi xin mời Pastor Hương tiếp tục. Cảm tạ Chúa. Lạy Cha dù yêu trời, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài. Ngài đã tạo dựng chúng con nên giống hình ảnh Ngài. Và Ngài cũng đặt để bản tính của Ngài như đức tin, ở như một hạt cải ở trong lòng của chúng con, và bản tính còn nhiều đức tính khác nữa. Ngài cho chúng con khôn lớn và những gì mà Ngài đặt để trong chúng con là một cái số vốn để cho chúng con phát triển ra cùng với Đức Thánh Linh. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được ở trong Ngài. Ngài đã trả một giá đắt. Ngài đem cả vương quốc của Ngài, nước trời đã có đời đời, đặt để dưới đất này và ở trong lòng chúng con. Và chúng con sẽ dám trả giá để tìm tàng những tài nguyên mà Ngài đã đặt để trong lòng của chúng con, những kho tàng quý giá ở trong nước của Ngài. Và Ngài muốn chúng con là những người tìm kiếm, trước tiên phải tìm kiếm nước trời và đức công bình của Ngài trước.
còn những tất cả những thứ khác sẽ chạy theo chúng con. Vâng Chúa ơi, những lời của Ngài phán, chúng con vâng lời và đi tìm kiếm nước trời khai phóng biết bao nhiêu những tài nguyên mà Ngài đã đặt để trong lòng của chúng con, trong nước của Ngài, để chúng con triển khai ra và chúng con thực thi ý muốn của Ngài. Và chúng con cũng biết được rằng Ngài đã tạo dựng chúng con và Ngài cho chúng con một bản vẽ. Ngài tiền định chúng con từ trước sáng thế rồi. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Mỗi ngày đây chúng con khai phóng những gì mà Ngài đã đặt để cho chúng con, và bước đường của chúng con đi, Ngài vẽ cho chúng con có một mục đích và sứ mạng tiền định mà Ngài đã có sẵn cho chúng con từ trước sáng thế. Để trong sứ mạng này có rất là nhiều sự kêu gọi cho đời sống của chúng con. Và sự kêu gọi đầu tiên mà chúng con cần phải làm đó là trở nên giống Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Mỗi ngày Chúa đào tạo chúng con, trang bị chúng con để trở nên giống Ngài. Và Ngài cũng kêu gọi cho chúng con trong cái công việc sắp tới đây là chương trình cai nghiện, chương trình về giáo dục, về về thần học nước trời. Bởi vì Ngài đã nhúng chìm chúng con trong tin mừng nước của Ngài rồi. Chúng con cảm tạ Chúa. Và còn những khải tượng mà Ngài đã tỏ bày cho hội thánh của chúng con, đó là chính Ngài. Chúng con cũng phải khai phóng ra để mà thực hiện cho chúng con, cho hội thánh, cho dân, cho nước của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa. Như lời của Ngài cũng phán, hãy đi dạy dỗ muôn dân và nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, và làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà Chúa đã truyền cho. Chúa ơi, trong cảm tạ Chúa, mỗi ngày Chúa bày tỏ cho chúng con hiểu rõ cái mệnh lệnh của Ngài cho chúng con. Ngoài những mệnh lệnh lớn đó là giống Ngài và cai quản, Ngài còn cho chúng con tìm ra được những sự tìm ra được ơn gọi của chúng con trong cái mệnh lệnh dạy dỗ muôn dân và nhúng chìm họ trong bản chất của Chúa Cha, bản chất của Chúa Giêsu và bản chất của Đức Thánh Linh nữa, để chúng con nhúng chìm họ trong bản chất của Ngài như Ngài cũng đã nhúng chìm chúng con trong bản chất của Ngài đây. Chúng con cảm tạ Chúa, không phải là chỉ có giao giảng giao giảng và dạy dỗ môn dân ở về địa lý, nhưng mà còn cả những cái lĩnh vực ở trong xã hội, chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế nữa, Chúa ạ. Và chúng con cảm tạ Chúa, mỗi ngày Ngài đang làm rõ cho chúng con để chúng con hiểu rõ đại mạng lệnh của Ngài kêu gọi chúng con để dạy dỗ cho muôn dân như thế nào, trong lãnh vực quốc gia, cho dân tộc, cho các lãnh vực khác nữa, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ Chúa dạy dỗ cho chúng con, và chúng con cũng dâng lên cho Chúa một vụ sắp tới của chúng con đây. Chúa ơi, chúng con khao khát cho cái dân của dân những người single mom, những cái dân cai nghiện, những dân nghiện ngập, những dân đó, và chúng con đến những dân đó mà Chúa đang dạy dỗ cho chúng con có những chương trình cụ thể, những chiến lược rất là cụ thể, và chúng con cần thần dạn dĩ của Ngài, thần mạnh sức của Ngài để mà chúng con thực hiện. Chúng con cảm tạ Chúa, cũng trang bị Đức Thánh Linh cho chúng con. Trong Đức Thánh Linh, Ngài còn trang bị thần của Ngài, thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần mưu luận, thần mạnh sức, thần kính sợ Ngài cho chúng con nữa, để cho chúng con làm vì tình yêu, yêu Ngài và yêu con người như chính chúng con vậy. Chúng con cảm tạ Chúa thật là nhiều vì sự dạy dỗ và trang bị này của Ngài cho chúng con.
bởi vì chúng con đã mang DNA của Ngài, mang dòng sự sống của Ngài, để khi chúng con chạm tới bất cứ một lãnh vực nào, lãnh vực đang bị chết, họ được sống lại, Chúa ạ. Chạm vào chi thể của Ngài, chi thể của Ngài được sống lại, chạm vào thân thể, vào các hội thánh của Ngài được sống lại, Chúa ơi. Và điều đó chúng con luôn biết tri ân và cảm tạ Chúa, bởi vì sự sống của Ngài ở trong chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa thật là nhiều, vì tình yêu của Ngài, sự thương xót và sự công bình của Ngài đầy rẫy trên chúng con, trên từng anh chị em của chúng con, trên người cha thuộc linh của chúng con, để chúng con cùng nhau thực hiện sứ mạng mà Ngài đã đặt để cho hội thánh của chúng con. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều. Chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả anh chị em của chúng con có sự khôn ngoan, thông sáng để chúng con hoàn tất những công việc, những bài tập mà chúng con phải trả thi cho cuối tuần này nữa, và về tất cả những gì chúng con học để được trưởng thành thì đời sống của chúng con, để chúng con thực hiện theo ý muốn của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Xin mời chị bé có cầu nguyện không ạ? Xin mời cô chị. Cha kính yêu, chúng con cảm tạ lạy Thiên Cha. Một ngày mới, chúng con được đầy sức mới của Ngài, để chúng con làm những công việc của Ngài, theo ý định của Ngài, theo ý của Ngài mỗi ngày. Con cảm ơn Chúa mỗi ngày cho chúng con ăn uống lời dạy dỗ của Ngài. Một ngày mới, chúng con nhận biết được mầu nhiệm và ý muốn của Ngài, để chúng con làm theo bởi ý định của Ngài đã lập ra. Con cảm ơn Chúa người yêu anh chị em chúng con, vì Ngài đã yêu thương, Ngài tiết lộ cho chúng con biết lễ mầu nhiệm đó qua khải tượng hội thánh Mercy đó, và khải tượng mới mà Chúa đã dùng anh chị em chúng con vào thời kỳ cuối cùng này để chúng con loan báo mầu nhiệm về nước của Ngài. Chúa, con cảm ơn Chúa nhiều lắm vì Ngài đã tín nhiệm anh chị em chúng con để dùng dòng chảy mới này, và cũng là dòng cuối cùng để chuẩn bị cho ngày Chúa đến, Chúa ạ. Con cảm ơn Chúa về đây, xin cho chúng con chuẩn bị tấm lòng với con để chúng con sống nên thánh, để chúng con trở thành có những gen là DNA của Chúa, để chúng con lan tỏa sự mầu nhiệm đó. Con cảm ơn Chúa mỗi ngày qua lời của Ngài, qua sự khải thị của Ngài để chúng con mỗi ngày chúng con khôn lớn trưởng thành, vì nàng dâu của Chúa phải được trưởng thành, Chúa ạ. Nàng dâu của Chúa phải được Chúa chọn, phải là người tuyên truyền thánh thiện như thế nào. Ngài đã dùng anh chị em chúng con để nhận biết điều qua thái tượng đó, chúng con mỗi ngày sống nên thánh, vì Ngài là thánh và Chúa chúng con trở nên thánh thì chúng con mới gặp được mặt của Ngài, Chúa. Con cảm ơn Chúa để mỗi ngày chúng con trau dồi những đời sống của chúng con, để chúng con nên những hạt giống tốt mà Ngài đã rải trên chúng con qua lễ mầu nhiệm, để chúng con trở thành những hoàng hậu sủng ái của Chúa và được quyền chia sẻ và cai trị với Ngài, để những hạt giống mà sinh ra những bông trái tốt cho những đời và thế hệ sau tiếp nối của chúng con cũng làm được gì đó, chưa ạ. Con mỗi ngày ngày trang sức cho chúng con những việc làm và những công đức mỗi ngày mà chúng con làm qua sự công bình mà Chúa là đấng công bình yêu thương, là đó là những trang sức mà chuẩn bị cho lễ cưới chim con. Con cảm ơn Chúa ngày yêu anh chị em chúng con, để mỗi ngày chúng con
chuyên lợi dùng chúng con, dù chúng con gặp gỡ tất cả người nào, chúng con đi đâu, chúng con đem mang những giá trị vương quốc tin lành về nước của Chúa rao giảng khắp đất này để làm chứng cho tất cả mọi người nhận biết cho. Chúng con chuẩn bị cho ngày Chúa đến thì chúng con phải ra sức, ra công và kiên trì bền bỉ để làm những công việc lành đó. Con cảm ơn Chúa ngài yêu anh chị em chúng con vì ngài muốn cho chúng con được trội hơn những người khác, trội hơn về sự thông biết và sự nhu nhược mà ngài đã cho chúng con qua lễ mầu nhiệm, và ngài giấu kín cho những ai yêu mến ngài thì ngài tỏ cho biết chưa. Con cảm ơn Chúa ngài đã dùng tất cả những điều mà ngài bày tỏ qua hội thánh Mercy of God để chúng con được nhận biết, chúng con được làm hết sức hết lực vì công việc của ngài, vì bởi quyền năng của ngài chứ không bởi sức của chúng con. Qua sức của ngài thì chúng con sẽ làm tất cả mọi điều mà ngài làm đẹp lòng ngài chứ vậy. Qua sự dạy dỗ mà ngài cho chúng con trở nên trọn vẹn trong ngài để chúng con được thay mặt ngài. Con cảm ơn Chúa vì chúng con được mang DNA của Chúa, chúng con dùng sức để vượt vào được vào vương quốc của ngài qua DNA mà ngài cho chúng con bởi tính cách giống như ngài chưa. Con cảm ơn Chúa mỗi ngày ngài dạy chúng con qua đánh trận, ngài dùng anh chị em chúng con về đặt lời trong mỗi ngày, qua lời của ngài, ngài đặt lời ngài trong môi miệng từng anh chị em chúng con để mà dỗ phá hoặc nhiệt hoặc đổ hoặc chuyện hoặc chồng cho, để qua lời của ngài chúng con biết dùng để mà đánh trận trong thời kỳ cuối cùng này. Mình cảm ơn Chúa ngài yêu anh chị em chúng con qua cái thử đó để chúng con làm chọn để mà hưởng vương quốc của ngài. Xin con cảm ơn Chúa ngài bổ sức cho anh chị em chúng con mỗi ngày để chúng con yêu mến và kính sợ ngài nhiều hơn, vì chỉ có yêu mến ngài chúng con mới vượt qua mọi khó khăn để chúng con đi tiếp con đường mà ngài đã cho chúng con, để chúng con nhận được và tất cả những tinh hoa mà ngài đã nuôi dưỡng chúng con qua cái tượng đó, để chúng con nhờ đó mà chúng con làm việc đắc lực hơn, yêu mến trong công việc của ngài hơn, để mà cho các dân các nước họ biết những điều mà ngài bày tỏ vào thời kỳ cuối cùng này, để cho các dân các nước cũng biết ăn năn sám hối tất cả là những hội thánh mà còn đang thờ ơ, còn đang làm theo những thói quen, những tục lệ mà không chuẩn bị cho một hội thánh tin tưởng của Chúa. Chúa dùng anh chị em chúng con là hội thánh mà Ngài đã chọn lựa yêu mến để dùng đó mà cho những người khác họ nhìn vào để họ thấy được những điều chúng con làm, và còn hơn nữa chưa, cảm ơn Chúa mọi điều mà ngài cho chúng con, để chúng con cũng xin ngài cũng ban cho chúng con mọi quyền năng và mọi công việc chúng con mỗi ngày được phát triển hơn nữa qua những mục vụ trong hội thánh Mercy đó, để chúng con thực hiện những điều mà chưa ai làm được. Nhưng chính chúng con dùng ngoài ngài ban quyền năng của ngài để chúng con làm được những công việc vụ trong buổi thánh Mercy đó. Chúng con cảm tạ lạy thiên cha, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm tạ Chúa. Amen. Giờ còn ai không? Chị bé có cầu nguyện được không ạ? Dạ vâng chị bé ơi. Bé Hallelujah. Chị bé chỗ làm rồi. Hallelujah.
Tạ ơn Cha nhân từ thương xót chúng con, em lòng thành tín của Ngài. Tạ ơn Cha vì Ngài yêu chúng con hết mực chưa. Tạ ơn Cha vì sự nhịn nhục nhân từ Chúa vô đầy giúp chúng con chưa. Tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều, vô về tình yêu, về lòng thương xót thật lớn của Ngài cho chúng con chưa. Tạ ơn Cha quan hệ của Ngài với chúng con, thái độ người chúng con chưa, để chúng con học vô mọi cách phát triển vô quan hệ với Ngài Chúa để thấy được tình yêu thương, lòng thương xót, sự nhịn nhục, sự chấp nhận, sự tin tưởng, sự ủy thác, Chúa sự trông cậy, sự hy vọng, tin về trên chúng con chưa, để chúng con biết yêu thương, theo thứ tiếp nhận, thương xót, tin tưởng mọi người chưa, vì Ngài đã yêu thương, thương xót, tha thứ, vô tiếp nhận, tin tưởng chúng con. Cảm tạ ơn Chúa thật nhiều Chúa ô trong danh Chúa Christ, tạ ơn Chúa với dòng chảy mới cuối cùng mà Ngài đã dấy trên chúng con Chúa ô tất cả điều mà Ngài mong muốn Chúa ô thì chúng con sẽ là cái thế hệ ô mà sẽ đưa Chúa Jesus Christ trở lại Chúa ạ. Chúng con chính là thế hệ đó, chúng con được vinh dự là thế hệ mà chính chúng con đón Chúa Jesus trở lại Chúa ạ. Chúng con chính thế hệ mà dọn đường cho Chúa Jesus để Ngài trở lại như dòng Baptist đã dọn đường cho Ngài đến thế gian Chúa ơi. Thì chúng con là người dọn đường cho Chúa đến. Chúng con đã là thế hệ mà khôi phục lại tất thảy mọi sự đã đổ nát 3 năm nay Chúa ạ. Chúng con là thế hệ mà khiến muôn vật phải đổi mới để trời khi rước Chúa Jesus về thì Chúa Giêsu phải từ trời quay trở lại Chúa ạ. Trong danh Chúa Giêsu, chúng con phải là cái thế hệ Chúa ạ mà hoàn trả lại vinh hiển cho Ngài Chúa ạ. Vì tổ tiên chúng con, các tổ tiên chúng con 3 năm nay Chúa ạ đã không làm được Chúa ạ, thì chúng con thế chúng con phải làm được. Chúng con phải trả lại sự vinh hiển cho Ngài. Chúng con hoàn trả lại sự vinh hiển cho Chúa. Ô thế hệ chúng con thế hệ đó Chúa ạ, trong danh Chúa Giêsu. Con cảm ơn Chúa, chúng con kẻ yếu đuối, chúng con kẻ không mạnh mẽ tất cả Chúa ạ. Ôi chúng con kẻ không giá trị thế gian này Chúa ạ. Ôi những trẻ chẳng có địa vị, chẳng có danh vọng, chẳng có sự khôn ngoan nào trong thế gian này Chúa ạ. Nhưng Ngài đã lấy cái sự không giá trị chúng con Chúa ạ, làm hổ thẹn thế gian Chúa ạ. Vì chúng trông cậy vào Ngài. Chúng con ít năng lực, chúng con ít người ít năng lực Chúa ạ. Nhưng chúng con không chối danh Ngài và giữ lời Ngài Chúa ạ. Nên Ngài ban chúng con nhiều điều mới lạ, nhiều điều kỳ diệu Chúa ơi. Trong danh Chúa Jesus Christ, cảm tạ ơn Cha, cảm tạ Chúa Jesus, cảm tạ Đức Thánh Linh. Ô vì Ngài, cảm tạ Ngài vì Ngài chọn chúng con như là cha mẹ của dòng trời Chúa ạ, để từ chúng con ra những thế hệ tuyệt vời Chúa ạ. U đã sạch cả là bao nhiêu những thế hệ mà nối tiếp đến ngôi của Chúa Trời và đó cai trị Chúa ạ. Những thế hệ mà quyền cai trị cứ dây trên họ mãi không thôi Chúa ạ. Ô trong danh Chúa Jesus để làm sự công bình, sự thánh sạch của nước Ngài. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa về mọi sự tỏ ra của Chúa cho chúng con, luôn là hộ sủng ái của Ngài, là kẻ đẹp lòng Ngài, luôn là kẻ mà Ngài yêu thích, là kẻ mà Ngài nâng đỡ, là kẻ mà Ngài linh hồn Ngài hết lòng hết linh hồn hết sức hết trí mà trong chúng con, ô cho miền đất này Chúa, Ngài là cơ nghiệp đời đời chúng con, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh, Chúa cảm tạ ơn Chúa về mọi công việc mà Ngài đặt tay xuống dưới đất này Chúa, khi chúng con được Ngài dùng để đưa phần sót lại của Israel trở lại của Ngài Chúa, là còn việc nhỏ Ngài làm chúng con trở nên sự sáng cho dân ngoại, sự cứu rỗi của Ngài độc đất Chúa ơi. Ô, cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa thật nhiều Chúa ơi. Ô, chúng con là thế hệ đó Chúa, cảm ơn Chúa về tất cả mọi công tác chuẩn bị cho việc này Chúa ạ, để hội thánh sự thưa Thiên Chúa của Ngài cứ sáng lòa ra, Chúa khiến các dân chạy lên sự sáng và các vua thì chạy lên sự chói sáng mặc trên chúng con Chúa ơi. Cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa với các mục vụ lãnh đạo, các mục vụ huấn luyện, các chức vụ sứ đồ, tiên tri, thầy giảng, giáo sư, mục sư Chúa ạ, được lấy cho chúng con. Tạ ơn Chúa về những công việc sắp tới, tạ ơn Chúa với chương trình talk show, tạ ơn Chúa về mọi công tác chuẩn bị Chúa ạ. Ô, để chúng con trả lời tất cả những câu hỏi mà nền thần học này không thể trả lời nổi Chúa ạ. Chúng con sẽ trả lời một câu hỏi mà xã hội cộng đồng không trả lời nổi Chúa ơi. Ô, đó sẽ cả đảm bảo chúng con cầu nguyện và chúc phước cho mọi công tác chuẩn bị cho talk show Chúa ạ. Ô, chúng con cầu nguyện chúc phước cho tất cả những công tác chuẩn bị của trường huấn luyện lãnh đạo. Chúng con cầu nguyện chúc phước cho mọi công tác chuẩn bị và tiến trình của trung tâm huấn luyện cai nghiện Chúa ạ, đặc biệt qua người thân Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện chúc phước cho tất thầy có một vụ xã hội hội thánh Chúa ạ, để diệt quỷ cộng sản Chúa ạ, để diệt tất cả băng đảng cộng sản, để tẩy não mọi người Chúa ạ, như Ngài đã từng tẩy
não con này đổi mới con chưa, khi tẩy não cộng sản ra khỏi con chưa, đặt con lòng trong sạch thần linh ngay thẳng chưa, cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa, hallelujah. Ô Chúa ơi, tạ ơn Chúa mọi chức vụ ở trong hội thánh, tạ ơn Chúa về mọi công việc trong hội thánh Chúa ơi, tạ ơn Chúa về mục sư Hoài Hương, ô tạ ơn Chúa về anh Trung và chị Chi, tạ ơn Chúa về em Thủy, tạ ơn Chúa về Nam về Hiến, tạ ơn Chúa từng anh chị em yêu dấu chúng con Chúa ạ. Ô tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa thật nhiều về tất cả chúng con, ô về tất cả chúng con Chúa ạ. Ô ra sa ca, tạ ơn Chúa thật nhiều Chúa ạ, thật là nhiều Chúa ơi. Ora ngài lấy chúng con là búa khi lên giấc trong tay của Chúa để phá tan các dân dưới các nước, để phá tan ngựa cái ngựa xe cái xe, phá tan đàn ông đàn bà già trẻ, phá tan trai trẻ cái đồng trinh, phá tan cái chăn bề nó cái ruộng đồ của nó, và phá tan các con cai trị các con đại hình Chúa, cho nên Chúa thắng được Chúa thật nhiều Chúa. Ôi chúng con thật yếu đuối mà ngài Chúa mạnh mẽ Chúa, vì sức mạnh trong của ngài trong chúng con, bởi quyền năng ngài trên chúng con, bởi thần khôn sáng tỏ ra trên chúng con, thần mưu toan thần mạnh sự ngài trên chúng con, bởi thần kính sợ Đức Chúa Trời trên chúng con. Cho cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa thật nhiều Chúa, vì ngài chọn lập chúng con. Hallelujah. Chỉ cả là Chúa ơi, con cầu nguyện để ngài bảo vệ gìn giữ mỗi chúng con người mất Chúa. Con gọi huyết Chúa Jesus Christ trên toàn bộ tâm linh linh hồn thân thể chúng con Chúa, để cho giữ thánh sạch không chỗ trẻ trên ngài. Con cầu nguyện chúc phước cho Nam Chúa, cho Hiền, bảo vệ hai anh em trẻ này Chúa, đặc biệt là Nam Chúa. Quyền năng ân điển Chúa đến trên Nam Chúa, để đứng vững trong mọi sự Chúa ơi, trong danh Chúa Jesus Christ. Con cầu nguyện sự mạnh mẽ về tâm thần, mạnh mẽ linh hồn, mạnh mẽ về thân thể, ô là sợ để thắng tất thầy, ô mọi sự cảm tổ đời này Chúa, trong tay Chúa Squid, Chúa Sư đã thắng chúng con rồi Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa, Chúa ơi, người thông bình dù có bảy ngã cũng vẫn có bảy đứng dậy Chúa ạ. Ô là sẽ chỉ cần chúng con, ô là sẽ chỉ tin chắc vào đấng mà chúng con trông cậy, ô Chúa thì ngài cầm giữ chúng con cho ngày đó, ô ngài thánh sạch chúng con phải trọn vẹn không chỗ tránh cho ngài Chúa ạ, trong tay Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha, ô nguyện tình cha con đầy đầy trên hội thánh chúng con Chúa, một tình anh em, một tình thầy trò Chúa, đầy đầy quan hệ chúng con Chúa. Như Chúa nhìn thấy ngài đang phát triển mọi quan hệ chúng con, các hình thái cực độ khác nhau, trên quan hệ cha con, quan hệ thầy trò, quan hệ chú tớ, quan hệ bằng hữu, quan hệ anh em, quan hệ chồng vợ Chúa. Cảm ơn Chúa, nguyện chúng con nâng cấp hết mực Chúa trong tất thảy mọi khía cạnh của các quan hệ mà ngài mong muốn chơi. Chúa yêu ngài, con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Con chúc phước cho tâm sự của Chúa ngày hôm nay Chúa, một ngày đầy sự vui mừng, một ngày đầy sự nhan, một ngày đầy sự thành công Chúa, để mọi người chúng con làm đều thành vượng cả. Sakadabara tất thảy mọi ngày giờ của gần 5 tháng này, phải mang cái sự thành vượng chúng con, tất thảy ngày mọi khó nhọc của ngày này, phải mang mọi hiệu quả của nó cho chúng con Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa Cha, cảm tạ ơn Đức Thánh Linh, cảm tạ ơn Chúa Giêsu, con cảm ơn các thiên sứ thánh của ngài đóng chặt xung quanh chúng con và gìn giữ chúng con Chúa. Cảm tạ ơn Chúa các thiên sứ hội thánh, cảm tạ ơn thiên sứ của từng người thân gia đình chúng con, cảm tạ ơn thiên sứ của các cơ nghiệp chúng con Chúa. Chúa yêu ngài, Chúa yêu thương nhau, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Cảm ơn Pastor Mọi cảm ơn chị em. Hallelujah. Hallelujah.